Quý vị và các bạn đang theo dõi trang địa phương do Trung tâm Văn hóa Truyền thông huyện Nghi Xuân thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thầy giáo Nguyễn Phú Quốc, trường Trung học Phổ thông Nghi Xuân, được biết đến là giáo viên trẻ có năng lực, có kiến thức sâu rộng, đam mê với môn tin học và là bí thư đoàn trường luôn nhiệt huyết, hết mình với công tác đoàn. Thầy Quốc là một trong những người vừa được tôn vinh nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2022 của tỉnh Hà Tĩnh. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghề giáo tại xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân. Từ nhỏ, thầy giáo Nguyễn Phú Quốc đã luôn ấp ủ ước mơ trở thành giáo viên, được đứng trên bục giảng. Ước mơ đó đã trở thành hiện thực. Tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Huế với tấm bằng loại giỏi. Năm 2010, thầy giáo trẻ Nguyễn Phú Quốc được nhận về giảng dạy tại trường Trung học Phổ thông Nghi Xuân. Suốt hơn 12 năm công tác ở mái trường này, thầy Quốc luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy cũng như công tác đoàn. Ngôi trường này là ngôi trường đầu tiên tôi về công tác, và từ khi làm đoàn cho đến bây giờ là hơn 12 năm, trải qua nhiều cái khó khăn thì tôi luôn mong muốn tâm huyết để xây dựng, góp phần xây dựng một cái tập thể học sinh ngày càng có nhiều cái thành tích và có nhiều cái lề lối trong cái công tác học tập. Thời điểm thầy được nhận về trường là lúc còn nhiều khó khăn thiếu thốn, nhất là về cơ sở vật chất. Trong khó khăn ấy, là một giáo viên trẻ mới ra trường, thầy Quốc xác định bản thân sẽ phải cố gắng thật nhiều. Thầy đã cùng tập thể cán bộ giáo viên của trường đoàn kết, tận tụy vì học sinh thân yêu, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và ngày càng có những bước tiến vững chắc. Từ một đơn vị đứng top cuối của tỉnh, trường Trung học Phổ thông Nghi Xuân đã vươn lên đạt nhiều thành tích cao trong công tác dạy và học. Riêng từ năm 2018 đến nay, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp hàng năm của trường đều đạt 100%, học sinh đỗ đại học từ 50 đến 70%. Năm học 2021-2022, điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia của trường Trung học Phổ thông Nghi Xuân xếp thứ 2 toàn tỉnh, chỉ sau trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Tĩnh. Thành tích của trường là sự nỗ lực của cán bộ giáo viên, học sinh, trong đó có sự đóng góp của thầy giáo trẻ Nguyễn Phú Quốc. Thực sự đây là một nhà giáo tiêu biểu, đặc biệt là trẻ. Và phải nói đầy đủ đó là một nhà giáo trẻ tiêu biểu. Đối với thầy Nguyễn Phú Quốc ở trường Trung học Phổ thông Nghi Xuân là thầy giáo có tuổi đời trẻ nhất trường và đang giữ một cái vị trí hết sức là trọng trách, hết sức là quan trọng, đó là bí thư đoàn trường. Và đặc biệt nói về các cái đóng góp của thầy Quốc đối với nhà trường nói chung và đối với phong trào thanh niên nói riêng, thì phải nói rằng là đây là một trong những cái nhân tố hết sức là tiêu biểu, không chỉ dừng lại ở trong là phạm vi của một nhà trường mà phải có cái sức ảnh hưởng, cái sự lan tỏa đối với là phong trào thanh niên đoàn viên của toàn huyện. Bám trường, bám lớp, thầy Quốc luôn đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy nhằm giúp học sinh có thể tiếp cận bài giảng một cách hiệu quả nhất, dễ hiểu nhất. Đồng thời khơi dậy cho các em niềm say mê hứng thú với môn tin học, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của các em. Ngoài giờ lên lớp, thầy Quốc cũng dành nhiều thời gian tìm hiểu tâm sự cùng học sinh, để từ đó có những phương pháp giảng dạy phù hợp. Đồng thời hướng dẫn cho học sinh khai thác tốt các kênh thông tin, tìm tài liệu phục vụ cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Với phương pháp tăng cường thời gian bồi dưỡng ở trường, tự học ở nhà, giáo viên chủ động phỏng vấn, học sinh tự đàm thoại với nhau, tích cực chấm bài, chữa bài cho học sinh. Nhờ sự nỗ lực không ngừng của thầy và trò, đội tuyển học sinh giỏi môn tin học của trường Trung học Phổ thông Nghi Xuân luôn đạt các giải cao từ cấp huyện đến cấp tỉnh. Một giải nhất cấp huyện, 3 giải ba cấp tỉnh, nâng số học sinh giỏi của trường năm sau cao hơn năm trước. Thầy là một giáo viên trẻ và rất là giỏi. Thầy tâm huyết trong giảng dạy, thầy luôn nhiệt tình với chúng em. Trong mỗi tiết học thì thầy luôn cho chúng em một cảm giác rất là thoải mái. Từ đó thì chúng em có thể dễ dàng tiếp thu các kiến thức ở trên lớp hơn. Bên cạnh công tác chuyên môn, với cương vị bí thư đoàn trường, thầy cùng với ban chấp hành đoàn trường tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua do đoàn cấp trên và nhà trường tổ chức.
tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện tại địa phương, các phong trào do công đoàn trường phát động. Năm học 2018-2019, thầy Quốc được Trung ương Đoàn tặng bằng khen. Điểm nổi bật nữa là thầy Quốc đã có các sáng kiến kinh nghiệm được ngành giáo dục đào tạo Hà Tĩnh công nhận, như sáng kiến vận dụng các biện pháp dạy học tích cực bộ môn tin học, đạt bậc 4/4 cấp cơ sở, xây dựng quy trình dạy học nhằm phát huy tính tự học của học sinh trong môn tin học, đạt bậc 3/4, chứng nhận sản phẩm cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử e-learning, tham gia hiệu quả phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, và là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Nhiều năm liền, thầy Quốc đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Cùng sát cạnh bên đồng chí Quốc ở trong cái hoạt động của đoàn trường, thì bản thân tôi cảm thấy đồng chí Quốc là một cái thầy giáo có những cái điều mà chúng ta rất đáng để và quan tâm, rất đáng ngưỡng mộ. Cái điều đầu tiên mà chúng tôi ấn tượng nhất đối với thầy Quốc đó chính là cái sự nhiệt tình trong công việc của mình. Thầy là một thầy giáo đang còn rất là trẻ, nhưng mà thầy rất là tâm huyết trong cả công tác chuyên môn lẫn công tác đoàn trường, và vì thế cho nên là thầy đã đạt được những cái thành tích rất là đáng ngưỡng mộ. Những năm tháng công tác giảng dạy tại trường Trung học Phổ thông Nghi Xuân, gắn bó cùng các thế hệ học sinh, luôn được đồng nghiệp tin yêu, là động lực lớn lao để thầy Quốc không ngừng nỗ lực vươn lên, giành nhiều thành tích, kết quả nổi bật hơn nữa.